Hello, xin chào cả nhà. I saw you walking in the rain. Cho nên hôm nay mình sẽ làm món cháo ăn giải cảm nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ gan gạo và nấu cháo gà nha cả nhà. Thì mình sẽ gan gạo vàng một chút xíu nha cho nó thơm. Gan gạo thì mình sẽ để đây một xíu dầu tỏi nha. Tỏi mình để đây cho nó thơm. Thì gà mình đã luộc sẵn ngày hôm qua rồi, mình bỏ vào tủ lạnh. Hôm nay mình chỉ lấy cái nước luộc mình đem ra nấu cháo. Trở đều tay không nhẹ không hơi có bị khét đó. Buổi sáng thì mình nấu cháo để dành ăn sáng. Vàng như vậy là được rồi cả nhà, còn nó vàng quá thì nó sẽ bị khét. Thì nước dùng gà hôm qua mình luộc, mình bỏ gà vào đây nấu. Mình sẽ bỏ vào đây một chút xíu muối và một chút xíu nước mắm nha cả nhà. Hôm nay mình ăn chay cho nên mình sẽ làm món bánh ướt. Bánh ướt với đậu kho nha cả nhà, đậu kho chay nè. Có nấm vừa gà với chả với củ hành kho lạc ngọt ngọt ha. Ăn với bánh hỏi cho buổi sáng với giá không có rào, tại vì không có mua được mấy cái rào. Thì mình sẽ nấu cái gạo này trong vòng 35 phút hoặc 40 phút như cả nhà. Khi cháo nở thì là mình sẽ nêm nếm cho nó vừa ăn. Nó chưa có nở, nó còn mọc không. Cháo của mình đã nở rồi đó cả nhà. Thì ở đây mình có là cà rốt, nấm đông cô mình đã nấu sẵn khi mà mình luộc gà đó. Thì để vào đây thì một chút thì nó sẽ mềm. Nó đã mềm sẵn rồi, mình để vô cho nó mềm hơn một chút xíu. Thì mình sẽ nêm nếm vào đây một chút muối, đường, bột ngọt, một chút nước mắm y. Sẽ múc ra tô để trình bày. Thì sẽ cho vào tô một chút giá ha. Múc cháo vào mình sẽ sắc ngò bỏ vào. Như vậy là tô cháo mình đã hoàn thành rồi đó cả nhà. Mình sẽ bỏ vào đây rau ngò rí, rồi cho vào đây một chút yêu tàu yêu tiêu, một chút yêu thương và mời cả nhà thưởng thức. Đây là bữa sáng làm cho cả nhà xem, mời cả nhà thưởng thức nha. Sau rồi anh ấy sẽ thưởng thức. Còn các bạn hỏi, ủa sao nấm đông cô không sắc ra? Thì mình thích để nguyên như vậy đó cả nhà. Đừng hỏi tôi vì sao, đừng nói tôi thế nào, tại vì đó là tôi thích đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.